Vâng, chào các bạn. Hôm nay 14 tháng 7, đây là chương trình thứ hai của chúng tôi vào ngày hôm nay. Đó là việc chúng tôi đưa tin truyền thông tự do đối diện với mafia và mật vụ Việt Nam tại châu Âu ra sao. Vâng, qua thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến nhiều sự việc xảy ra. Đó là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Đó là việc mà khi chúng tôi đưa tin về chiếc xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng thì đã bị đe dọa, dọa giết chết và nhiều các biện pháp khác. Có những thông tin nói rằng sẽ thuê mafia của Ukraine sang Đức để giết chết nhà báo Lê Trung Khoa. Đấy là một điều mà ở Đức, một nhà nước pháp quyền thì không thể cho phép được điều đó. Vâng, sau lưng của chúng tôi các bạn đã thấy đây là cái bến tàu điện ở ngay trước cửa trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Ở Berlin là nơi tập trung rất nhiều người Việt Nam và họ thường đến đây để mua bán và giao dịch. Cũng ở đây có nhiều những người Việt Nam ở khắp nơi ở châu Âu cũng thường đến để tham quan, để giao lưu và để kinh doanh. Và sở dĩ tôi nói cái điều này bởi vì hiện nay ở Đức và châu Âu vẫn còn những cái người mà phục vụ cho cái tổ chức bắt cóc đó. Đó là cái người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đó là đương nhiên là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đấy, các bạn thấy đây là hình ảnh của ông Tô Lâm khi ông ta đến Slovakia và gặp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia, ông Kadinak. Đấy, các bạn nhìn. Và ngay sau cái cuộc gặp này một thời gian thì lập tức là chính phủ Việt Nam, tức là qua đại diện là ông Tô Lâm, đã mượn chiếc máy bay, theo tòa án là nói mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông trưởng Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia về Moscow, và sau đó đã đưa chiếc máy bay khác về Việt Nam. Thì ông Tô Lâm có vai trò rất quan trọng trong cái vụ án đó, và hiện nay chính phủ Slovakia cũng như phía Đức vẫn đang tiếp tục điều tra về cái đường dây bắt cóc này, và trong đó có những ông Tô Lâm và những người mật vụ mà dưới quyền của ông Tô Lâm. Thì khi mà có đầy đủ bằng chứng thì phía Đức sẽ khởi tố, đưa những cái người này ra trước pháp luật ở quốc tế, và chắc chắn rằng họ phải chịu những hậu quả nặng nề. Cụ thể trước mắt hiện nay theo tôi biết được thì có những cái người cán bộ Bộ Công an của Việt Nam đang bị truy nã, phía Đức và Slovakia truy nã. Đó là ông Trung tướng Đường Minh Hưng. Khi ông Đường Minh Hưng nếu bước chân vào châu Âu thì ngay lập tức sẽ bị bắt giữ và sẽ được đưa đến tòa án Đức để tiếp tục lấy cung. Và ngoài ra là có ông Đào Quốc Oai, là một cái người được cho cũng là mật vụ của Việt Nam và với danh nghĩa là Việt Kiều tại Cộng hòa Séc. Và cái hình ảnh của ông Đào Quốc Oai thì các bạn cũng đã được cho biết trước. Và bây giờ tôi gửi thêm một thông tin. Đây là hình ảnh ông Đào Quốc Oai. Ông Đào Quốc Oai là một cái người Việt Kiều định cư tại Séc và đã giúp trong cái vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh. Và những cái người này họ vừa hoạt động thế giới ngầm, dạng như thế giới ngầm, và liên hệ với nhiều đường dây giống như mafia, vừa hỗ trợ mật vụ Việt Nam, thì rất hết sức nguy hiểm cho cái cộng đồng người Việt Nam ở Đức và châu Âu và Slovakia. Thì đây là cái điều mà cảnh sát Đức và Slovakia tiếp tục điều tra. Và những cái người này mặc dù đã trốn chạy, thế nhưng cái đường dây của họ gồm có những cái người mà cùng giúp cho cái vụ bắt cóc đó vẫn còn ở đây, vẫn còn một số người ở đây đang chưa lộ diện, và có nhiều người mà phía Đức đã biết nhưng mà chưa công bố. Thì đây là hình ảnh của ông Đào Quốc Oai, là em của một cái giám đốc công an, phó giám đốc công an điều tra tại Hải Phòng. Hiện nay ông ta đang trốn Slovakia đấy, và của Đức. Và ngoài ra thì nếu mà ai mà biết được thông tin về ông này thì có thể báo cho Bộ Ngoại giao Đức hoặc là cảnh sát Đức, chỉ cần gửi email là người ta sẽ xử lý. Thì đây, hiện nay theo được biết là ông này đang trốn ở Việt Nam, và trốn ở đâu thì không biết. Thì những cái người mà xem những cái hình ảnh này chắc chắn là sẽ nhận ra ông ta có khuôn mặt rất là ghê gớm. Đây là cái người mà đã tổ chức đường dây bắt cóc gồm có những cái người Việt Nam đang sống định cư ở Đức, ở Slovakia và ở Séc để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và ông ta đang trốn chạy. Thì cái người lái xe cho ông này cũng đang bị truy nã, đó là ông Lê Anh Tú. Lê Anh Tú là mấy người thường xuyên đi cùng ông này sang đánh gôn, và cùng Đào Quốc Oai đánh gôn với nhiều người Việt Nam ở châu Âu và ở Đức. Thì nhiều người đã nói với tôi là có biết ông Đào Quốc Oai và ông này hay đánh gôn. Đấy, rất nguy hiểm. Và với cái bộ dạng như thế này thì các bạn thấy là ghê gớm. Nếu mà được huấn luyện ở Bộ Công an Việt Nam thì có lẽ là một sát thủ một cách kinh khủng. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã biết là sau khi vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra thì bản thân ông Tô Lâm là một người mà chịu trách nhiệm trực tiếp, tức là chịu trách nhiệm trực tiếp mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Và sau vụ bắt cóc xảy ra thì ông Tô Lâm đã lên một sao, thêm một sao nữa thành tướng 4 sao, tức là từ thượng tướng lên bây giờ là đại tướng công an. Đấy, thế nhưng mà bên Đức thì người ta nói là đại tướng của các ngài là đại tướng bắt cóc, nên là cái đó là không có giá trị gì, thậm chí đấy là hình thức tội phạm rất nặng mà ông Tô Lâm phải đối mặt và đối diện với những cái
chỉ trích của chính quyền cũng phía châu Âu cũng như là những cái theo dõi của các cơ quan an ninh của nước ngoài khi ông ta tới các nước, bởi vì là đi kèm với ông ta và đi cạnh ông ta thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái sát thủ và cả nhiều những cái người mà ủng hộ hỗ trợ cho cái việc bắt cóc đó và đang còn nằm vùng ở những cái vùng mà phía Đức cũng như là Slovakia và Cộng hòa Séc đang tìm. Thì đây là ông Tô Lâm hiện nay đã lên 1 sao, tức là ông ta được thêm 1 sao nữa sau vụ bắt cóc của Trịnh Văn Thành, và bây giờ thành 4 sao là đại tướng Tô Lâm. Và ông ta vừa viết sách, vừa ra một cuốn sách ở trong nước và cùng với Nguyễn Phú Trọng, thì hai cái người này là được cho rằng là có cái liên quan đến vụ bắt cóc. Và trong tòa án thì cái người mà những nhân chứng đã khai về việc ông Nguyễn Phú Trọng cũng có liên quan, và sau đó là ông Tô Lâm, thì hai người này cũng vừa xuất bản cuốn sách ở trong nước. Thì các bạn có thể tìm đọc cái sách gì đó mà không biết, nhưng mà những cái sách đó thì có lẽ không có giá trị gì, vì chính họ là những người vi phạm pháp luật, mặc dù họ bảo vệ pháp luật lại vi phạm pháp luật. Đấy. Thế thì ngoài ra thì ở Đức thì các bạn cũng biết có cái sứ quán Việt Nam tại Đức, thì cũng là cái nơi mà tập trung rất nhiều những cái người mà thường xuyên đến đó để gặp gỡ, để trao đổi và để thông tin những cái thông tin của những cái người Việt Nam sống ở Đức và ở Cộng hòa Séc cũng như ở Slovakia. Thì những cái người mà đến sứ quán đây thì đều là những người cung cấp hậu cần, tức là họ có thể mời sứ quán ăn uống này, rồi họ chở đi đây đi đó này, hoặc thậm chí họ có thể làm những cái nhiệm vụ bí mật nào đó mà chỉ có sứ quán và bản thân họ mới biết được. Thì cái điều đó là rất nguy hiểm cho cộng đồng của Việt Nam ở Đức và châu Âu, bởi vì họ mặc dù sống ở những nước dân chủ tự do như ở Đức nhưng lại đi phục vụ cho một thể chế độc tài và đàn áp người dân, ngay cả người dân đó đã phải ra nước ngoài định cư, họ không thể sống nổi ở trong nước thì họ đã ra nước ngoài định cư, thì những cái người đó vẫn tiếp tục phục vụ cho đại sứ quán, là cái ổ mà bắt cóc, hang ổ bắt cóc mà hiện nay phía Đức vẫn đang điều tra chưa xong. Thì đấy là những cái người mà chúng ta cần phải cảnh giác khi mà gần họ, hoặc là cung cấp hoặc là thông tin đó cho những cái người này, thì có thể những cái thông tin đó sau đó sẽ lọt vào tòa đại sứ, và từ tòa đại sứ sẽ tiếp tục về bộ công an ở Việt Nam, về nhiều nơi khác ở Việt Nam để họ có thể theo dõi và gây những nguy hại cho những cái người mà cuộc sống của những người đó, Việt Kiều đó sống ở Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là hình ảnh của tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin. Đấy. Và một cái nhân vật rất quan trọng mà đặc biệt mà chúng tôi xin giới thiệu với các bạn lần trước và lần này cũng xin giới thiệu một lần nữa. Đây là nhân vật mà rất thân với cả ông đại sứ Việt Nam tại Đức, là ông Đoàn Xuân Hưng, là người mặc áo vest. Còn bên cạnh nữa là ông Xuân Điền, là cái người cũng đã nhắn tin đe dọa giết hại tôi bằng hình thức là cho ăn tiết canh. Đấy, thì rất là nhiều lần nhắn tin đe dọa, và ông ta cũng đã bị phía Bộ Công an Đức cũng như là những cái viện kiểm sát Đức đã điều tra, và hiện nay vẫn đang trong tầm điều tra chưa xong. Đấy, thì đây là ông Sơn, hình ảnh ông Sơn Điền rất thân thiết. Và ông ta thì cũng có tiểu sử cũng ghê gớm. Đấy là những cái tiểu sử mà có liên quan những cái đường dây bắn giết người, tranh cướp chỗ bắn thuốc lá từ cái thời những cái năm sau 90. Thì đó là cái thông tin mà chúng tôi biết được. Thì hiện nay công an Đức đã biết rất rõ về ông Sơn Điền là ai và như thế nào, thì họ biết rất rõ rồi, và họ đã ghi hồ sơ rồi, và hiện nay là viện kiểm sát của München vẫn đang tiếp tục điều tra cái vụ ông Sơn Điền này đe dọa nhà báo. Đấy là những cái người mà tiếp tay cho mật vụ Việt Nam để đàn áp các tiếng nói mà không giống cái mong muốn của nhà nước Việt Nam ở trong nước. Đây là cái ông Sơn Điền, và tất nhiên là sau khi chúng tôi chia sẻ những cái thông tin mà ông ta đã đe dọa tôi như thế nào, thì các bạn cũng thấy rất rõ đây là cái chia sẻ của ông ta. Ông ta nói rằng là tao sẽ lên tập mày và cho ăn tiết canh ngan thoải mái, ăn tiết canh thoải mái. Tức là đây là cái hình thức là rất đe dọa, bởi vì là đây là với những cái ám chỉ cái điều đó, tức là họ nói tiếng lóng, ăn tiết canh ở Đức thì không ai bán cả, mà chỉ có là cắt cổ, cắt tiết thôi. Và ông ta không phải nhắn một lần mà nhắn đến hai ba lần. Đấy, và gọi điện nhiều lần nữa. Thì đấy là cái điều mà rất nguy hiểm đối với cả những người làm báo như chúng tôi. Và tuy nhiên, nước Đức là một nhà nước pháp quyền, cho nên là những cái nhắn gửi như thế này thì đều đưa ra là bằng chứng để đưa ra cảnh sát Đức để họ khởi tố những cái người này. Và quả nhiên thì ông Sơn Điền là cái người mà đã bị phía viện kiểm sát München mời ra để làm việc, và họ đã đưa lấy cung và cũng như là đã khám nhà ông này. Đây là bức thư của viện kiểm sát ở München, tức là cái thành phố gì đó, họ gửi cho chúng tôi, họ nói rằng là chúng tôi đang điều tra về ông Sơn Điền này. Đấy, thì những cái người mà quen ông Sơn Điền này, những cái người có liên hệ với điện thoại với ông Sơn Điền này, là rất có khả năng đấy là cái đường dây để cung cấp tài chính và nuôi dưỡng những cái người bắt cóc như vậy, và những người mà muốn sát hại nhà báo hoặc sát hại những người Việt Nam sống ở Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu, thì những người đó phải rất cẩn thận, bởi vì là khi quan hệ với những cái người mà như ông Sơn Điền này thì cái khả năng mà đem lại cái hậu quả
sẽ rất lớn, bởi vì họ có thể là có những cái mục đích khác nhau để họ sang Đức, chứ không phải mục đích là để cuộc sống như những người khác, mà họ để phục vụ sứ quán, phục vụ cho mật vụ và phục vụ cho những cái mưu đồ đen tối nhằm tiêu diệt những cái tiếng nói khác với Đảng Cộng sản, mặc dù những người đó đã phải ra nước ngoài đã sống đấy. Vâng, thì đây là cái thông tin mà chúng tôi đã đưa, và ngoài ra thì chúng tôi đã đưa liên tục những cái thông tin trong thời gian vừa qua. Và cái truyền thông tự do đối diện với mafia và mật vụ Việt Nam tại châu Âu thì cái điều đó thì cũng đã rất rõ ràng, và ngày hôm nay chúng tôi thêm một lần nữa khẳng định rằng là cái điều đó vẫn tiếp tục tiếp diễn ở Đức, nhưng nó sẽ bị đẩy lùi và ngăn chặn khi mà tất cả chúng ta, mỗi người có một cái comment, mỗi người có một cái chia sẻ những cái thông tin như vậy, để những cái người mà chưa được xem những thông tin như thế này ở trong chương trình trước thì họ có thể vẫn được xem ở chương trình sau, và họ hiểu, họ biết được những cái người mà không tốt, những người có khả năng là đem lại cái hậu quả tai hại cho người dân Việt Nam sống ở Đức và châu Âu trong thời gian tới, thì điều đó là cần phải làm sáng tỏ. Và những cái chia sẻ, những comment của các bạn thì sẽ đem lại cho những cái người dân, người ta đỡ sợ đi và người ta mạnh dạn, người ta nói lên những cái điều người ta mong muốn. Và đây là một nhà nước pháp quyền, đây là một thể chế dân chủ, và họ có quyền phát biểu cảm tưởng của mình và có quyền chia sẻ cái thông tin của mình một cách tự do và được pháp luật Đức và châu Âu bảo vệ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình trực tiếp của chúng tôi từ Thời báo .de Cộng hòa Liên bang Đức ngày 14/7/2019, và tôi đang đứng ở ngay chỗ cái bến tàu điện trước cửa trung tâm thương mại chợ Đồng Xuân ở Berlin. Ở đây thì rất nhiều người Việt Nam thường xuyên đến và giao lưu, và tôi xin phép kết thúc chương trình của mình ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy bấm theo dõi Lê Trung Khoa, bấm theo dõi Facebook Thời báo .de và YouTube của Thời báo .de để luôn luôn được biết thông tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất cho các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin chào các bạn.